Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị tổng quan về dự án Parachain trên Kusama, Moonriver và đồng token MOR. Tóm tắt nội dung chính của video. Moonriver là gì? Cách thức hoạt động của Moonriver. Các tính năng đặc biệt của Moonriver. Hệ sinh thái Moonriver. Thông tin căn bản về token MOR. Lộ trình phát triển Moonriver. Đội ngũ dự án, quỹ đầu tư và đối tác của Moonriver. Thưa quý vị, Moonriver là một blockchain tương thích với EVM, Ethereum, máy ảo. Hoạt động như một parachain trên mạng Kusama. Việc tương thích với EVM cho phép các ứng dụng dựa trên Ethereum đều có thể triển khai trên Moonriver. Moonriver và Moonbeam được xây dựng bởi cùng một đội ngũ và codebase, nhưng triển khai trên hai chain khác nhau. Trong khi Moonbeam kết nối với Polkadot, Moonriver sẽ hoạt động trên Kusama với hình thức là một parachain cùng các dự án và trường hợp sử dụng riêng biệt. Moonriver đóng vai trò như một môi trường thử nghiệm. Nó cho phép các nhà phát triển kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm trước khi được khởi chạy chính thức trên Moonbeam trong Polkadot. Cách thức hoạt động của Moonriver. Moonriver hoạt động như một nền tảng hợp đồng thông minh, cung cấp trung tâm một cửa cho người dùng để triển khai các DApp Ethereum, không cần thiết lập cấu hình vào Kusama Network. Kusama Network là một trung tâm DeFi được xây dựng trên Kusama. Mạng Moonriver sẽ là công cụ giúp các dự án được đưa lên Kusama Relay Chain khi cung cấp triển khai EVM. Việc này cho phép các hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum được di chuyển vào mạng lưới Kusama. Nó cũng cho phép tạo cầu nối bên trong mạng, có thể được sử dụng để hiển thị trạng thái, chuyển token và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao tiếp giữa các chain khác nhau. Nền tảng Moonriver cũng cho phép tích hợp khác nhau thông qua chức năng API tương thích Web3 của nó. Một ví dụ phổ biến là ví Ethereum MetaMask và các công cụ dựa trên Ethereum phổ biến khác mà người dùng có thể sử dụng với Moonriver. Các tính năng đặc biệt của Moonriver. Tính năng thứ nhất, staking. Người dùng có thể stake tối thiểu 5 token MOR trên mạng. Trong đó, thời gian trả thưởng được chia thành 2 vòng. Mỗi vòng có tổng cộng có 300 block hoàn thành trong 1 giờ. Phần thưởng được phân phối giữa những Colato và Luminato. Colato tạo ra các block và thu thập các giao dịch từ người dùng để tạo ra bằng chứng cho việc chuyển tiếp quá trình xác nhận. Luminato là những người nắm giữ token MOR, stake token đó trên mạng Moonriver và xác nhận cho các Colato mà người dùng lựa chọn. Phần thưởng dành cho các Colato được cố định ở mức lạm phát hàng năm 20%. Trong khi đó, những Luminato được cung cấp các phần thưởng khác nhau phụ thuộc vào tỷ lệ số lượng token stake trong pool Luminato Reward. Tính năng đặc biệt thứ hai đó là quản trị. Với cơ chế quản trị, những ai nắm giữ MOR đều có quyền điều hành mạng Moonriver. Người dùng có thể gửi đề xuất của mình, tổ chức các cuộc bỏ phiếu, xác định thời gian khóa và kết thúc cuộc bỏ phiếu cũng như ủy quyền biểu quyết của mình cho các tài khoản khác. Tính năng đặc biệt thứ ba, Chusuni kho bạc. Một kho bạc cộng đồng sẽ được thiết lập để hỗ trợ các đề xuất được phê duyệt bởi hội đồng quản trị. Nó được tài trợ bởi một tỷ lệ phần trăm phí giao dịch của mạng. Điểm độc đáo của tính năng này là mỗi mạng dựa trên Moonbeam sẽ có kho bạc được cá nhân hóa. Nó cho phép quản lý và phân bổ quỹ dễ dàng hơn cho các đề xuất
được phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị. Hệ sinh thái của Mondiver với hơn 80 DApp hiện đang hoạt động trên Mondiver Parachain. Đây là một trong những hệ sinh thái đa dạng và năng động nhất trên Kusama. Thông tin về đồng token Mo, tổng cung 10 tỷ, giá hiện tại 60 USD. Phân bổ token Mo, 30% dành cho Parachain Crowdloan, 40% dành cho đấu giá Parachain và các hoạt động cộng đồng, 0,5% dành cho dự trữ trái phiếu Parachain, 0,5% dành cho kho bạc, 24,5% dành cho việc phát triển nền tảng trong tương lai, 4,5% dành cho phát triển các chương trình hệ sinh thái. Token Mo được sử dụng để nạp phí giao dịch, staking, quản trị và khai thác thanh khoản. Người dùng có thể thanh toán phí gas và thực hiện hợp đồng thông minh với token Mo. Người dùng có thể stake Mo để trở thành validator hoặc ủy quyền tham gia vào sự đồng thuận của mạng lưới và được thưởng bằng Mo. Cho phép chủ sở hữu token Mo đề cử thành viên hội đồng và tham gia biểu quyết trên mạng lưới. Cung cấp thanh khoản trên các sàn DEX được xây dựng trên blockchain Mondiver để nhận thêm phí. Lộ trình. Moonbeam Foundation là dự án tổng của Mondiver và Moonbeam. Lộ trình trong năm 2020 và 2021 đã được hoàn thành. Đội ngũ dự án, quỹ đầu tư và đối tác. Mạng Moonbeam và Mondiver được xây dựng bởi PoolStake, một ứng dụng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ cho tiền điện tử và dịch vụ xác thực cho Polkadot và Algorand. Cả hai đều được phát triển bởi cùng một nhóm và một nền tảng. Direct.io, CEO và Founder từng là CTO và CPO tại Fuji, nền tảng phần mềm cộng tác và truyền thông đám mây toàn cầu dành cho doanh nghiệp, cũng là CEO của PoolStake. Stefan Mehon, COO, thạc sĩ Computer Science. Trước đây, Stefan là giám đốc hoạt động công nghệ của Samsung Pay. Alan Sapere, Phó Chủ tịch Kỹ sư Blockchain. Alan có 25 kinh nghiệm trong kỹ sư phần mềm tại Google. Quỹ đầu tư Moonbeam, cũng gọi là Mondiver, đã huy động được 1,4 triệu USD trong seed round do Hyperpeer Ventures dẫn đầu, một công ty liên doanh tập trung vào Polkadot do người đồng sáng lập Polkadot Robert Habermeyer thành lập. Những người tham gia đáng chú ý khác bao gồm Binance Nap, Arrington XRP Capital, Hetke KR1 và Bitcoin.com Exchange. Đối tác Mondiver liên tục mở rộng hệ sinh thái bằng cách hợp tác và tích hợp với nhiều DApp trên nhiều lĩnh vực khác nhau như SushiSwap, Chainlink, Oxin Protocol. Thưa quý vị, tất cả những video của KTV không có tính chất FOMO. Video mang nội dung chia sẻ thông tin và không phải lời khuyên đầu tư. KTV không chịu trách nhiệm cho những quyết định của quý vị. Quý vị có ý kiến, bình luận hoặc đánh giá về Mondiver, hãy comment bên dưới video để cùng nhau trao đổi. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.